Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi chương trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, một lượng lớn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đã được tiêu thụ. Việc tái đàn sau Tết có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định lại hoạt động chăn nuôi và chủ động về nguồn cung thực phẩm trên địa bàn. Tuy nhiên, khi tái đàn thì yêu cầu về việc có nguồn giống tốt, an toàn, sạch bệnh, thực hiện các biện pháp an toàn trong chăn nuôi là hết sức cần thiết, đảm bảo cho quá trình chăn nuôi được thuận lợi. Đối với việc tái đàn nuôi gia cầm sau Tết Nguyên đán, nông dân cần đặc biệt coi trọng việc phòng chống bệnh cúm gia cầm. Bệnh cúm gia cầm hiện đã có vaccine phòng bệnh và vaccine này được tỉnh cấp miễn phí. Vì vậy, quá trình chăn nuôi, nông dân cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ, đảm bảo cho đàn gia cầm khỏe mạnh và có thu nhập cao. Theo số liệu lấy mẫu điều tra của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai, năm 2019 vừa qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, qua kết quả giám sát lưu hành virus tự nhiên đã phát hiện 3 trong tổng số 252 mẫu dương tính với virus cúm AH5N6 chiếm 1,2%. Cả 3 mẫu có kết quả dương tính với virus cúm AH5N6 đều được lấy tại chợ Kim Tân và chợ Nguyễn Du của thành phố Lào Cai. Qua điều tra, số gia cầm dương tính với virus cúm AH5N6 trên có nguồn gốc từ tỉnh Phú Thọ. Cũng trong năm 2019, Chi cục đã tổ chức triển khai tiêm phòng vaccine cúm gia cầm được 2.120.000 liều, đạt 103% kế hoạch. Để đánh giá hiệu quả bảo hộ sau tiêm phòng, đơn vị đã tổ chức lấy 200 mẫu giám sát tại các xã Gia Phú, Sơn Hải, Xuân Giao, Xuân Quang của Bảo Thắng. Kết quả xét nghiệm có 166 trong tổng số 200, đạt 83% mẫu có kháng thể. Đối với lại bệnh cúm gia cầm, đây là cúm H5N1, H5N6 thì đây là bệnh có khả năng lây lan sang người. Vì vậy là khi phát hiện thấy những gia cầm ốm, gia cầm chết thì đầu tiên là cũng phải báo cáo luôn với lại chính quyền địa phương, báo cáo cơ quan thú y. Và cơ quan thú y thì họ sẽ thực hiện việc lấy mẫu để xét nghiệm. Mà khi kết quả xét nghiệm dương tính thì cái việc phối kết hợp giữa cơ quan nhà nước, cơ quan thú y và cơ quan y tế sẽ có những khuyến cáo để kiểm tra rồi để cách ly để theo dõi những người đã tiếp xúc với lại gia cầm, chăm sóc gia cầm ốm. Sau Tết Nguyên đán, nông dân nuôi gia cầm sẽ vào những lứa mới, vì vậy việc áp dụng các biện pháp trong chăn nuôi an toàn cần được coi trọng. Trước hết là việc sử dụng vaccine để phòng bệnh cho gia cầm. Đối với chăn nuôi gà, quan trọng là cần tiêm phòng đúng lịch theo quy định. Hiện nay, phần lớn các hộ chăn nuôi có quy mô 1.000 con gia cầm mỗi lứa đều có thể chủ động tự tiêm cho đàn gia cầm của gia đình. Cách làm này cũng sẽ hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh vào đàn gia cầm. Vì thế, khi nuôi đến cả vạn con gia cầm mỗi năm, gia đình anh Nguyễn Văn Bắc ở thôn Cánh Địa, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đã chủ động hoàn toàn trong việc tiêm phòng cho đàn gia cầm. Các loại vaccine đều được đăng ký qua cán bộ thú y của xã. Gia cầm có biểu hiện của dịch bệnh, anh Bắc trực tiếp liên hệ với cán bộ nông nghiệp địa phương. Chính bởi chủ động trong chăn nuôi nên từ khi chuyển sang nuôi gà thả vườn, 5 năm nay, đàn gà của gia đình phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Làm chủ quy trình chăn nuôi cũng đồng nghĩa với việc anh Bắc thuần thục trong quy trình cách tiêm phòng cho đàn gia cầm. Tất cả vaccine làm thì tự mình làm lấy hết. Vaccine tiêm thì nó có hai loại, mọi loại nhũ dầu như là vaccine H5 này hay là lưu nhũ dầu thì tiêm vào cổ, mà ví dụ như tiêm ở dưới da cổ thì mình bắt mình cứ căng lên một tí này là tiêm vào đấy là được. Thế còn thì vaccine thường kia, đông khô kia thì ta tiêm vào lườn cũng được. Thế còn thì vaccine cũng có nhiều loại, vaccine chỉ giỏ không thôi. Ở đây dân đây người ta nuôi cũng nhiều, nhưng mình chú trọng nhất là cái vệ sinh chuồng trại, về vaccine đấy. Và theo vaccine theo chu kỳ, theo nhắc đi nhắc lại chứ không phải làm một lần đấy. Đi về cái vệ sinh chuồng trại thì phun khử trùng tiêu độc thường xuyên. Con giống thì mình phải chọn những chỗ nó có uy tín. Cái thứ hai nữa là về cái đầu vào, nó là cám, cái nguồn mà đầu vào cám là cũng phải là chất lượng nó phải ổn định. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai, hiện nay tình hình chăn nuôi gia cầm, gia súc sau Tết tương đối ổn định. Trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, giá cả hầu hết các loại gia súc, gia cầm đều không có nhiều biến động. Mặt khác, những năm qua, giá gia cầm tương đối ổn định, người nuôi có lãi nên việc tăng đàn là thường xuyên. Để đảm bảo tái đàn tốt, công tác vệ sinh môi trường chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, tích cực chuyển hướng trong chăn nuôi an toàn sinh học, cân đối đàn vật nuôi cho phù hợp với điều kiện chăn nuôi và tình hình tiêu thụ, cần được người chăn nuôi và các địa phương chú trọng. Khi được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn, nhiều hộ dân thấy rằng việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp phòng bệnh là yếu tố quyết định mang đến thành công trong chăn nuôi. Chị Trần Thị Sợi ở thôn Cánh Địa, xã Sơn Hải đã tạo chất độn chuồng cho gà là vỏ trấu và men vi sinh.
Qua nhiều năm nuôi gà, chị Sợi thấy rằng ngoài việc tiêm phòng đầy đủ vaccine theo quy định thì việc xử lý chuồng trại trước khi vào lứa gà mới là khâu không được xem nhẹ. Hiện đang là dịch cao điểm nông dân vào lứa gia cầm mới, bởi vậy mỗi hộ gia đình cần tích cực phòng bệnh cho gia cầm bằng việc tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, thực hiện các biện pháp an toàn trong chăn nuôi để có đàn gia cầm khỏe mạnh, phát triển tốt. Mình xuất một cái đàn trước thì là ít nhất mình để nghỉ đến đàn sau nó cũng phải tầm khoảng tháng rưỡi, hai tháng rồi ra. Thì trước khi xuất chuồng gà trước thì mình phải rửa chuồng sạch sẽ, xong rồi là rắc vôi. Rồi trước khi mà vào thì mình phải rửa vôi đi, phun thuốc khử trùng. Thì là giải chấu ra thì trước khi uống gà giải chấu thì mình cũng phải phun thuốc khử trùng vào cái chấu đấy. Thì xong bắt đầu khoảng 4 ngày sau bắt đầu mình vào con gà, con giống con gà. Đối với chuồng trại chăn nuôi sau khi xuất bán cần được vệ sinh khử trùng sạch sẽ. Khi nuôi lứa mới cần vệ sinh thường xuyên, khử trùng định kỳ và tiêm phòng bệnh cho gia cầm theo đúng độ tuổi, đúng liều lượng để phòng dịch bệnh hiệu quả. Những loại gia cầm giống nhập từ ngoại tỉnh cần phải kiểm tra kiểm soát kỹ nguồn gốc xuất xứ, xác nhận giống đã được cơ quan thú y kiểm dịch kiểm tra đầy đủ, không nhập con giống không rõ nguồn gốc hay con giống ở vùng có dịch để tránh thiệt hại và ảnh hưởng tới an toàn dịch bệnh trên địa bàn. Hiểu rõ được lợi ích của việc khử trùng trước khi vào lứa gà mới, khi xuất hết hơn 2.000 con gà trước Tết, chị Trần Thị Nga cũng đã để trống chuồng, thực hiện tiêu độc khử trùng để chuẩn bị vào lứa gà mới ngay sau Tết. Toàn bộ gà giống đều được nhập từ công ty giống gia cầm trung ương, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ giấy phép thú y theo quy định. Để đảm bảo an toàn trong quá trình chăn nuôi, khu vực chăn nuôi cũng được cách xa nơi ở, hạn chế đến mức thấp nhất người ra vào. Quét dọn và khử trùng bốn quanh chuồng trại và chấu thôi. Xong là phun quả bóng bung ổ sẵn vào đấy. Gia đình tôi sẽ vào một đàn gà mới trong năm 2020. Hiện tại là cái chuồng này vào 2.000. Và cách một tháng rưỡi nữa thì lại vào cái chuồng kia 3.000. Nhà tôi bây giờ chuẩn bị tốt, trước mắt là phải phun khử trùng, sau rắc vôi. Gia đình phải tự bảo vệ thôi, là đi ra ngoài cái khách lạ với tất cả các người lạ là không được vào trang trại. Chỉ trong những người ví dụ như con cái cháu chắt đi ngoài về là phải qua khử trùng hết. Vì trong cái khu vực nhà tôi là quây quần hết, còn tất cả các người lạ là không được vào cái khu vực. Theo khuyến cáo của cơ quan thú y, khi phát hiện thấy đàn gia cầm thủy cầm có một số biểu hiện bất thường, cần tách đàn, kiểm tra chuồng nuôi và xác định nguyên nhân gây bệnh để có hướng điều trị kịp thời. Đồng thời phải báo cáo ngay cho trưởng thôn, cán bộ thú y khi có gia cầm ốm chết, không vứt xác gia cầm bừa bãi, xử lý gia cầm chết theo hướng dẫn của cán bộ thú y, tiêu độc khử trùng chuồng trại và các phương tiện vận chuyển bằng chloramin B, vôi bột. Vệ sinh sạch sẽ giày dép, dụng cụ chăn nuôi, lốp xe, bánh xe khi đi ra khỏi nơi nuôi nhốt gia cầm. Rửa tay bằng xà phòng và thay quần áo sau khi tiếp xúc với gia cầm. Các hộ chăn nuôi nên phát triển đàn vật nuôi theo định hướng, không phát triển tự phát, ồ ạt theo trào lưu để hạn chế việc cung vượt cầu. Khuyến khích đầu tư vào chăn nuôi an toàn sinh học, áp dụng công nghệ cao về con giống, thiết bị chăn nuôi tiên tiến, triển khai mô hình phát triển theo chuỗi liên kết là chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm, nhằm tạo sự chủ động trong việc cân đối đàn cho phù hợp với khả năng, tình hình chăn nuôi và tiêu thụ trên thị trường. Yêu cầu về cái hồ sơ giấy tờ và cái chất lượng con giống là hết sức là quan trọng. Ví dụ như là ngay những cái vỏ lồng hộp và gia cầm giống là đều phải có những tem dán mác về tem vệ sinh thú y, giấy chứng nhận kiểm dịch. Thì những cái đàn gà một ngày tuổi về thì cũng đầu tiên là cũng vẫn phải thực hiện nuôi cách ly và là thực hiện cái quy trình vaccine, đầy đủ các quy trình vaccine. Ví dụ như bây giờ là vaccine cúm gia cầm, vaccine Newcastle, vaccine Gumboro là phải thực hiện đầy đủ. Khi vào lứa gà mới, nông dân cần thực hiện vệ sinh các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quá trình chăn nuôi. Dụng cụ chăn nuôi chỉ dùng riêng cho chăn nuôi và chỉ sử dụng tại khu vực chăn nuôi, không dùng chung cho các mục đích khác ngoài khu vực chăn nuôi. Quá trình chăm sóc nuôi dưỡng và quản lý đàn gia cầm cần cung cấp đủ lượng nước uống, thức ăn theo yêu cầu của từng độ tuổi gia cầm. Đảm bảo mật độ nuôi hợp lý, phải có sổ nhật ký chăn nuôi, thức ăn chế biến sẵn phải có xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng. Không sử dụng các loại thức ăn hoặc cho vào thức ăn các hóa chất kháng sinh cấm sử dụng trong chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định. Thực hiện vệ sinh khử trùng chuồng trại định kỳ, chỉ xuất bán gia cầm và trứng khi gia cầm khỏe mạnh, không bị bệnh và khi đã tuân thủ quy định về thời gian ngưng thuốc theo hướng dẫn trên nhãn thuốc của nhà sản xuất. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tới đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.